Xin chào các bạn, sau đây Tân sẽ quay đoạn video hội thi quân sự võ thuật trực tiếp chiến đấu trong Công an Nhân dân lần thứ 2 năm 2023, đoạn 3, mời các bạn đón xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.